đến từ Hợp Thành Thủy Nguyên sẽ gửi tới chương trình xin được kính trình. 480 năm rồi. 478. Hả? 478 năm. 78. Đọc nào dẫn quả. Thủy Nguyên. Thank you.
của tốt ca học đại học hành đến từ Thủy Nguyên. Quê hương tôi có dòng sông Đa Đồ chảy dài theo năm tháng, có tiếng hát mẹ ru qua suốt cuộc đời, đó chính là đời sông bài hát bài múa cổ trai tình mẹ thơ Vũ Duy Tùng, phổ nhạc Nguyễn Văn Dũng do câu lạc bộ Dâu Mỏ Lá Lộc Mặc cổ trai được kính trình. Thank you.
xong rồi mới chia sẻ. Bây giờ em là chủ là đồng chiên bay là gì? Gì? Cho xây đông là gì? Sau đây giọng ca Ngọc Huyền xin được kính trình bài hát bài ca vọng cổ ca ngợi bà quan đệ nhị. Xin kính mời quý vị đại biểu và bà con cô bác cùng thưởng thức. Ngọc Huyền xin gửi tới các quý vị lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Yeah.
giới thiệu với chào họ, đây là một thanh niên của Hoàng Hoàng. Đây là các bác trong hội đồng học tập ở Cổ Chai rất là nhiệt tình và có trách nhiệm, không được vào trong sân khấu xem mà đứng tại cổng này để túc trực để chờ đón tiếp khách và chào khách. Cũng xin lưu ý với được cả họ nhà mình là đây là hai thanh niên của họ chưa có vợ nhá, hai thanh niên chưa có vợ. Các cô, các bác, anh chị em nào mà có cái món nào thấy nó phù hợp với này, từ hai đối tượng này thì xin giới thiệu. Rồi, giới thiệu rồi. Và để tiếp theo chương trình văn nghệ ngày hôm nay, câu lạc bộ Vũ Sinh Thiên Văn quận Kiến An xin gửi tới bài múa Thái Cực Song Toàn. Xin được kính mời các vị đại biểu và bà con cô bác cùng thưởng thức. Bắt luật đến nữa. À, chưa gì đâu. Đến đây luôn. Ôi, về Hưng Yên chúng ta đại biểu. Thank you.
Xin cảm ơn câu lạc bộ Dữ Sinh Thiên Văn quận Tân An. Và ngay sau đây, top 3 đến từ Học Thành Thủy Nguyên xin được kính trình bài hát Hát Tình Quê. Xin kính mời các vị đại biểu và bà con cô bác cùng thưởng thức. Hát rồi rồi. Đâu rồi? À, bị mất 70.000 mà tắt xin rừng. Ừ. Bài hát cho núi. Không có ý định nhận hoa. Hay quá. Đây cái làn điệu của nghệ tính như thế nào nhỉ?
không về được. Bà chí có người ngạc nhiên mà. Thế tốt. Mẹ tính thì chưa chắc nhưng chưa chắc cũng giải phóng ngạc nhiên đấy. Các sông dạt dào như lòng mẹ, chiều che con đi qua chắc bể mong mờ. Từng hạt phù sa tháng ba tháng bảy, từng vì hái may trên một tay đến đó chính là đời sắc bài của bà. Sông quê lời thơ nên di mộc của nhà Nguyễn Trọng Đạo, sô bà Phạm Thị Em, chủ nhiệm câu lạc bộ sâu mọt gái hậu mạng thể hiện. Xin được chỉ mình đồng viên à, mình không có người vừa phải lên đi, được phải lên tặng hoa đi. Được không, tự vì hoa tí không phải làm hết thank you.
bố và bà phạm thị em. Và để ngày hôm nay câu lạc bộ dâu gái bộ mặt cổ trai xin được tiến trình bài bố hạt thóc vàng, xin kính mời các vị đại biểu và bà con cô bác cùng thưởng thức. Có chương trình đại lễ thì
phía ngoài đường lối vào là thành như là một cái chợ đêm. Vâng, và để tiếp nối chương trình văn nghệ ngày hôm nay, câu lạc bộ Phú Sinh Thiên Văn của Mỹ An xin được mở lời bài nữa. Hãy cùng kiếm hai phần xin mời vị đại biểu và công tố pháp cùng thưởng thức. Năng hòa, thật là vĩ đại. Thank you.
Huyền nay chưa ngủ như Huyền ơi. Chào con cháu nha. Sao giờ mới thấy? Nghe hảo. Nghe hảo mà. Vẫn về được đúng giờ đấy con gì nhá. Anh còn đang đi ngủ đang cửa chén ra đúng không anh? Còn đến người cháu. Ngày nhỏ. 8 giờ đã ngủ rồi. Cái hỏng có lâu không? Dưỡng sinh ở đây nè. Em hôm nay chương trình này dưỡng sinh thật là hoàn cháu. Và để gặp theo chương trình này ngày hôm nay mà hôm nay Phương đến từ Quảng Nam và với tiết mục yêu cảm mà là xin mời các vị đại biểu và bà con cô bác cùng thử thức. Chị Yên ơi, em là Phương Hoa này. Cô bác cũng dùng mọi mặt. Tôi là Mạc Huy Phương, đến từ Quảng Nam, Đà Nẵng. Hôm nay ngày giỗ tổ là lần đầu tiên tôi về được dự giỗ tổ và có hai anh em đồng họ ở từ Quảng Nam, Đà Nẵng ra đây chỉ đại diện thôi. Tôi rất vinh dự được gặp tất cả các bác này. Chúc ngày giỗ tổ chúng ta thành công viên mãn. Vỗ tay.
Và để tiếp theo chương trình văn nghệ ngày hôm nay, xin mời quý vị đại biểu cùng bà con cô bác thưởng thức tiết mục múa Tình Xuân Xin Gửi Nơi Quê do câu lạc bộ Dâu Gái Hậu Hà của trai thể hiện. Chào bác Hoàng Ngọc Lương. Đây là mặt gì vậy? Dạ, mặt đăng sĩ. Mặt đăng sĩ à? Vâng. Cái bạn nhá. Vâng, cái bạn lâu rồi đấy. À thế à? Cái bạn lâu lắm rồi. 2 năm rồi. Thank you.
ra tuổi để du mà đã một tuổi trai. Quay lại đèn hoa đi. Và để tiếp nối chương trình văn nghệ ngày hôm nay, câu lạc bộ dâu gái một mặt cổ trai xin được tính trình bài múa Niết Việt. Xin kính mời các vị đại biểu và bà con cô bác cùng thưởng thức. Chưa. Rất nhiều bài viết của ông đã được cháu che chia sẻ. Rất là hay, chỉ có đáng tin trong cái việc ghi nhận lại những cái tình hình, những cái diễn biến, những cái tin tức của trong Nghệ An. Chưa thì thấy nhạc biết à? Mời nhạc. Thấy chưa? Thank you.
em mới nói em đó, và em nói là phải về nữa đó. Mặt la thổi đâu rồi mà xem đây. Dạ vâng. Đúng không? Dạ. Mặt quân. Dạ, dạ không mặt quân thì khác, anh là nguyên quân. Nguyên quân. Mặt quân chính mặt. Và để tiếp theo chương trình văn nghệ ngày hôm nay, chị Bảo Yên Hoa sẽ gửi đến chương trình bài hát. Anh thấy hai anh là gì? Yêu được thì có bạn bè đó. Dạ có. Đi thoại cũng thế. Đi chưa? Nhà đâu chị ơi? Có nhà không? Nhà chưa? Có nhà chưa? Có nhà chưa? Alo, để tiếp đoạn chương trình, em xin gửi một ca khúc mang âm hưởng của Hà Nội đúng không ạ? Thay đổi không khí một chút đúng không ạ? Được chứ. Anh cho em xin bài Hà Nội mùa thu ạ. Rồi em mới xin thì chắc phải chờ một tí. Đây là kỹ thuật viên âm thanh rất là dày dặn kinh nghiệm, xử lý mọi tình huống bất ngờ trong việc âm thanh. Đây anh Mạc Như Thành nhá. Anh về từ bao giờ mà giờ em mới nhìn thấy? Who decides?
Trả lời cho tôi sẽ đưa bạn về đến chốn thân yêu. Trả lời
À, thì khi bé giờ hôm nay tôi mới thấy tiến trình nhạc sĩ Thái Cát cùng hát. À, không ngờ đến ai biết để có cái giọng hát hay như thế. Thôi thì cho anh một tràng vỗ tay thật lớn rồi đi. Từ đất Nghệ An vào đây hát như thế là tốt rồi. À, thưa bà con. Lại được tặng hoa. À, thôi anh cầm hộ tôi. Bé ơi, con cầm xuống cứu cái. Ừm, nó nặng quá đi đấy. À, thưa tất cả những người anh em của tôi. Hơn 400 năm chúng ta lại ngồi với nhau để hát, để nghe, để nói và để tâm sự những gì mà những năm tháng mà tổ tiên ta xa cách. Trong cái cuộc đi tìm tông vấn tổ thì đến đời tôi là đời thứ ba mới tìm về đến họ một cách trọn vẹn. Và rất là thương những người anh em của tôi đang ở trên miền núi, miền Tây xứ Nghệ. Có những người giáp Lào vẫn bây giờ mới tìm được về. À, thì ra mình là họ mà. Trong cái cuộc vận tìm tông vấn tổ ấy, biết bao nhiêu nỗi khổ, nó khó khăn lắm. Cảm thông được cái tình cảm đấy, tôi viết một cái ca khúc, tức là họ Mạc của tôi, anh em của tôi. Xin hát tặng mọi người. 400 năm gốc tổ tôi ở đâu, tôi lang thang đi tìm về nguồn cội. Con hỏi cha, cha lắc đầu không nói, cha chỉ tay về phía biển khơi, nơi đây mặt trời đang mọc, lửa binh đao họ ta lưu lạc vào chốn đây. Con lục từng trang sử, tìm từng dòng chữ trên bia đá, mới biết rằng họ Mạc của tôi. Con về Long Động Hải Dương, con đã về với cội nguồn. Nghe ba lượng quốc tràng nguyên, con về cổ trai quê hương của các bậc đế vương, như thấy bóng mình dương kinh thuở ấy. Ôi kinh thành Thăng Long xưa, 65 năm tổ tiên ta trị vì đất nước. 65 mùa xuân còn vang mãi bản hùng ca. Nay anh em ta về đây tụ hội, 400 năm giọt nước mắt với bao nụ cười. Anh em của tôi, họ mà của tôi, hãy vang lên tiếng khen Mạc tộc cho ngân vang mãi đến mai sau. Họ Mạc tôi ơi, anh em của tôi, họ Mạc của tôi, anh em của tôi, họ Mạc của tôi, trong lòng dân tộc Việt Nam. Hết rồi, cảm ơn mọi người. Ôi, quá nhiều, nhưng mà nhiều hoa thế này, thật nhất là ai đây? Vâng, xin cảm ơn tiếng hát của nhạc sĩ Phạm Bằng đã mang đến chương trình một bài hát thật là ý nghĩa. Vâng, và để tiếp theo chương trình ngày hôm nay, ông Hoàng Bá Bộ, nguyên chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa sẽ gửi tới chương trình bài thơ viết về chiều Mạc. Xin trọng kính mời ông. Nguyên Phương ơi, tương tác rất nhiều trên Facebook, đã biết mặt đấy nhé. Dạ vâng.
xin kính chào các bác, các anh, các chị, toàn thể con cháu Hoàng Mạc tụ họp về nhân ngày đại lễ của cụ tổ Mạc Đăng Dung, vị vua đáng kính của chúng ta. Trong quá trình tìm về cội nguồn, có thể nói những năm gần đây chúng ta đã nhóm họp lại được và được nhà nước ghi nhận công trạng của triều Mạc trong quá trình lịch sử. Tôi có viết bài triều Mạc. Trong quá trình xem xét các tư liệu thì xin thưa với các quý vị, có ba triều ở trong lịch sử Việt Nam bị xác định là núi triều, đó là triều Hồ 1400 đến 1407, triều Mạc và triều Tây Sơn. Các nhà viết sử lúc đó nhìn nhận và đánh giá có thể nói chưa công bằng và khách quan đối với những bậc quân vương trong quá trình góp công xây dựng nước. Tôi viết bài triều Mạc, tôi xin được mạng phép đọc trước các quý vị và anh em bạn hữu chúng ta trong dòng họ nhà Mạc. Triều Mạc, 4.000 năm dân tộc Việt Nam trang sử vàng ngoan cường chống giặc không khuất phục, hùng cứ cõi trời Nam, dân tộc sẵn sàng hy sinh vì gian san xã tắc, khi thế nước lâm vào ngàn cân treo sợi tóc, sẽ sản sinh anh hùng dân tộc tập hợp dân mưu lược diệt Sài Lang, khai hoàng nó phục dựng gian san, ban quốc sách làm cho dân no đủ, ban giao chứng tỏ vị thế của nước nhà, dạy chữ mơ trường tìm kiếm hiện tại, lo tương lai, lo tương lai lâu dài cho đất nước. Thời phong kiến tập quyền cha truyền con nối, đời vua sau thường lạc lối lầm đường, lo hướng lại tham tàn kỷ cương tha hóa, coi dân như cỏ phản trắc hiếm quyền, tổ quốc điêu tàn kẻ thù lắm le thôn tính, đất nước cần một bậc cao minh đủ tài đức ân uy trị vì giang sơn gấp vấp. Mạc Đăng Dung phụng sự triều Lê vì tể tướng quyền uy, hết bè lo xã tắc trấn áp kẻ nghịch thần, yên tâm vua trị quốc trong triều kính phục bậc hiện tài, chung tay một triều Lê trở về thời Hồng Đức. Không được, thời Mạc Vận liên tiếp muốn đời vua tha hóa chiếm quyền, giết vua giành ngôi báu. Đất nước thương đau lâm vào thời loạn lạc, trong triều các quan tha thiết tấu trình, ngài bậc minh quân đã giúp dân trị quốc, 16 năm cân nhắc đợi chờ, người nhận chiếu nhường ngôi vua vua cung hoàng trình tấu, khởi đầu vương triều Mạc Thịnh 65 năm chấp chính ở kinh thành, qua 7 đời vua thất thủ về Cao Bằng xây hoàng thành trấn an chi vì 91 năm đi vào lịch sử. Việc thế thay một vương triều cục giữa bằng một triều đưa đất nước mạnh lên phải xem đây là điều tất yếu hiển nhiên, như nhà Lý thế tiền Lê, như triều Trần thay Lý. Nếu viết sử men theo bờ quyền lực, coi đây là phán đoạn gấp gôi, sẽ đắc tội với tiền nhân minh quân vì nước, cần được đánh giá biện chứng công tâm, trả lại công bằng cho các vương triều oan trái. Xin được trân trọng cảm ơn ạ. Vâng, xin cảm ơn ông Hoàng Bá Hộ đã đem đến chương trình bài thơ rất là hay và ý nghĩa. Và để tiếp theo chương trình văn nghệ ngày hôm nay, bà Hoàng Thị Tầm, chi ở Hoàng Bá Gốc Mạc, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa, gửi tới chương trình bài thơ về cội nguồn. Xin chào, kính mời bà.
Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa toàn thể đồng họ của chúng ta, tôi là Trúc Lâm, tỉnh Gia, hôm nay ra đây dự lễ của Thái Tổ, của ông Thái Tổ thì tôi xin đọc mấy bài thơ do tôi sáng tác. Nhưng mà tuổi 75 rồi thì cũng già cho nên rồi cũng hay quên, cho nên là tôi lưu vào điện thoại, tức là tôi sáng tác những 4-5 bài về dòng họ nhà Mạc, thì cho tôi phép tôi mở ra. Em bên đây cắm rồi. Không, tôi cho bạn tập thơ của thầy đồ cả chục bản đồ mà bạn đã đặt. Tuy em ngủa bé thấp lùn, vâng, bà Hoàng Thị Tầm cũng rất là tâm huyết muốn mang những bài thơ mà viết về nhà Mạc để đọc cho các vị đại biểu cũng như bà con cô bác trong buổi ngày hôm nay, nhưng do trục trặc về kỹ thuật nên mong các vị đại biểu bà con cô bác thông cảm. Vâng, và với bài thơ của ông Hoàng Bá Hồ vừa rồi thì đã khép lại chương trình văn nghệ kỷ niệm 487 năm ngày mất Thái Tổ Mạc Đăng Dung ngày hôm nay. Và liên đội văn nghệ câu lạc bộ Dâu Gái Họ Mạc Cổ Trai, đội văn nghệ huyện Thủy Nguyên và câu lạc bộ Dưỡng Sinh Thiên Văn quận Kiến An xin được thành tâm kính chúc quý vị đại biểu cùng bà con cô bác trong dòng họ Mạc và nhân dân địa phương, du khách thập phương mạnh khỏe, hạnh phúc, phúc vượng, trường tồn. Xin thành tâm cảm tạ.